À, rồi được rồi, quay về đây, ok. Và chúng tôi sẽ giới thiệu câu số lên của đội đầu tiên, đó là đội số 3. Vậy, tới đội là đội vô địch, câu số lên đụng là chịch. Yên tâm, riêng với câu này thì tôi đảm bảo không cô gái nào dám đụng. Yên tâm, rồi, cảm ơn đội vô địch, đụng là chịch rồi, cắm tay. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, thứ hai, thôi, tôi nghĩ là mình nên bỏ qua tiết mục đi diễu hành đi. Rồi, tiếp tục, đây là team... cái chỗ này phải tĩnh tâm đọc mới được. Team này xin giới thiệu, tên gọi là team Xuồng Làng. Là có hệ thống tổ chức từ trước hả? Team Xuồng Làng, câu số anh chết một đàn còn hơn sống một mình. Nó liên quan nhỉ? Rồi, chào mừng team Xuồng Làng. Ok, team tiếp theo. Xin mời, đây là team Thần Tốc, nhanh như sóc. Ủa? Sao nghe nó liệu liệu miệng sao ta? Anh giải thích cho tôi coi nó gieo vần ở chỗ nào coi. Vần ốc. À, vậy thì theo anh tiếng Việt là ô cờ ốc là nó bằng o cờ ốc. Rồi, ok, ok. Rồi, phiên bản tiếng Việt mới mà, chấp nhận đi. Rồi, tiếp tục. Team Lục Tứ, chơi nhất xứ. À, ok. Nghe là biết liên quân team 46 rồi. Nhưng mà cái Lục Tứ vô nó hơi bài bạc chút xíu đó nha. Được, ok, xin chúc mừng. Tiếp tục. Đây. XVL. Là đọc tên mình tên sao anh? À, xe số 10 Vĩnh Long anh. Đội anh đọc như thế nào? Nhanh như chớp. À, nhanh như chớp, thích là đớp. À, ok, team XVL. À, đây là team số mấy đây ạ? À? Team số mấy anh? Team số 5, chao xả dịch, chịch xả dao. Ok, được. Tiếp tục. Team này xin giới thiệu những gì mà tôi đang thấy ở đây. À, đọc sao cho nó hợp phần anh. Lanh chanh bồn, ồn là vô. Team này gọi là team lanh chanh bồn, ồn là dồn. À, vậy bây giờ tôi có một thử thách cho anh nè. Nếu anh đọc lại được câu nói của tôi 5 lần, tôi sẽ đặt cách cho đội anh vào vòng chung kết. Đứng lên. Sẵn sàng chưa? Nó cũng dạng ồn ồn như vậy nè. Sẵn sàng chưa? Nghe cho kỹ nè. Đồn như lời, đời là lời đồn hết. Bỏ cuộc. Không dám tham gia phần thi. Thôi. Tiếp tục cái gì đó. Mãi mãi phồn vinh, bùng binh xếp hình thuộc hàng sao? Cái gì nhức đầu vậy? Tự nhiên tên đội là mãi mãi phồn vinh. Slogan là bùng binh là phải xếp hình. Một team mình hay chơi xếp hình ở bùng binh đó mà. À, team mình đến từ đâu ạ? Dạ, Vĩnh Long. Hình như mấy cái bùng binh ở Vĩnh Long nó không có đèn đúng không? Đây, như vậy, một tràng pháo tay dành cho 8 team. Vâng, và bây giờ tất cả các team thân mến, các anh đội trưởng thân mến, hãy di chuyển về giữa vòng tròn. Và các team thân mến, vòng tròn bây giờ càng nhỏ càng tốt. Duỗi thẳng chân ra càng nhỏ càng tốt. Duỗi thẳng chân ra càng nhỏ càng tốt. Vòng tròn ngồi vệt xuống, duỗi thẳng chân ra càng nhỏ càng tốt. Và bây giờ là nhiệm vụ để một lòng phụng sự cho đội trưởng, để một lòng đưa đội trưởng tới những bước thang nhanh nhất của thành công. Bây giờ tất cả các đội lưu ý. Tất cả các thành viên hãy dồn chân của mình lại để cho người đội trưởng đứng lên. Làm cách nào cho đội trưởng cao nhất? Xin nhắc lại, tất cả chúng ta sẽ dồn thành những cái tháp bằng chân cho đội trưởng đứng lên. Và đội trưởng nào cao nhất chúng tôi sẽ chấm vô địch dành cho đội đó. Và thời gian bắt đầu.
là câu thấy đâu dũng nào. Lớn nhạc lên anh ơi. Hay quá số 4 rồi. Coi chừng té cái đó nó sọc vô nha. Hay quá, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Tạo cái thế nào thật là hùng dũng vô. Đứng im. Bây giờ rồi, những tư thế rất đẹp. Hay quá, quá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ ghi lại những hình ảnh này. Và tối nay chúng tôi sẽ tương thuộc trực tiếp ở bức ảnh này để thu hút 1.000 like trên Facebook. Và cái team đầu tiên và nhanh nhất thực hiện được cái này, team mình đến từ đâu? Nhanh đi chớp, Vĩnh Long nhanh đi chớp, Vĩnh Long iPhone X, nhanh đi chớp, X. Vĩnh Long, X thì nằm đã nửa tiếng nữa. Bây giờ chúng tôi xin chúc mừng những team sau đây. Team này là team số 4. À, team X. Team số 3, số 5. Sao đứng trên nó nhảy hoài vậy? Team số 6 4 8 số 9. Và bây giờ tất cả các đội trưởng tạo tư thế nào hùng dũng nhất xin mời. Rồi, chúng tôi tìm được cái thế hùng dũng nhất rồi. Thế hùng dũng nhất thuộc về team số 9. Trời ơi, cái thế đúng hùng dũng luôn. À, đó chính là tư thế hồn dũng thu. Dán đứng nhà chồng. Tất cả các team bước xuống trừ team số 9. Ông tạo cái dáng đứng đó ở hồ than thở tới cuối chương trình cho tôi. Đây, bây giờ mỗi team một hàng dọc tập hợp xin mời. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
thị số 9 đâu. Rồi, bây giờ tất cả những tay đua thân mến, các đội trưởng mời về hàng quay khiên lên đây. Và lưu ý, chiếc khiên này là biểu tượng, là đại diện cho sức mạnh đội của mình. Vì vậy trong suốt tất cả chặng hành trình phải luôn luôn có tấm khiên này kế bên. Khi nào chúng tôi hô tập trung là tấm khiên này phải đi đâu. Và bây giờ tất cả những tay đua